mà mình may mắn mình có được thân người, mình lại có điều kiện về sức khỏe, về tài chánh, về nhận thức. Chứ còn mình sanh ra ở trong cái xứ Hồi giáo, ở trong cái xứ mà như Cuba, Bắc Hàn cũng mệt, vẫn là mình sanh vô trong cái vùng bộ lạc mà chắc cà đao ở trong trong rừng sâu núi thẳm Amazon, hoặc là ở bên Ấn Độ, Trung Phi gì đó cũng chết luôn ha. Cho nên có cơ hội biết Phật pháp, và tôi nhắc lại lần nữa, không nên và không cần thiết nhắm mắt thờ lạy một đối tượng tôn sư nào hết. Đời sống đó là sự chọn lựa, thầy bà nào cũng chỉ là sự chọn lựa thôi. Hãy kể không? Cái bậy nhất là mẹ sanh mình ra trên tay không có xiềng xích, mẹ sanh mình ra ở trong cái nhà bổn sanh chứ phải sanh trong tù. Nhưng mà một thời gian mình lớn lên, nó chính tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội nó xiềng mình. Có những người họ có những suy nghĩ rất là đặc quyền, là bởi vì họ là họ đã trót theo đuổi một cái ý, một cái ý vấn đề chính trị, có hiểu đó không? Họ đã trót thờ lạy một tôn giáo nào đó, họ đã trót thần tượng một sư phụ nào đó, mà đụng tới rồi nó nhảy như điên vậy. Có cái loại này không? Nó lỡ thờ cái ông đó rồi là bây giờ ai mà nói không giống với thầy đó là nó điên lên. Thì bị nghĩ cái này cái đó có đáng không? Cái hiểu tôi nói không? Cái đó là một cái bậy vô cùng. Mà nhất là mẹ sanh mình đang ok freedom, tự nhiên cái là lớn lên cái đi thờ một ông thầy nào đó mà ai nói không giống với cái thầy đó, không giống cái suy nghĩ của mình là mình nổi điên lên. Mà trời cao đất rộng mà tự nhiên đóng một cái khung, mình leo vô trong đó, đứa nào mà cao không, không cao quá 1m2 là trật, đứa nào mà dưới 6 tấc là sai, vậy là chết rồi. Mà trời cao đất rộng cái 6 tấc những cái thứ hai đó nó không phải là cái chuẩn. Ông thầy mình là ông luôn luôn là vàng khè và cao 1m2 cái thùng ổng, thì cái đứa nào không phải màu vàng thì đứa đó sai, đứa nào mà cao quá 1m2 hoặc dưới 1m2 là sai, phải đúng màu vàng mà phải là 1m2 là mới là chân lý. Cái việc nghĩ có đáng không? Đó. Và khổ thay, cái chuyện đó nó lại xảy ra khắp nơi và mọi lúc. Chính vì vậy cho nên chúng ta là những tù nhân tự nguyện, tù nhân hành chánh và tù nhân tâm thức. Tù nhân hành chánh tức là tù nhân bị kêu án, còn tù nhân tâm thức là tự ở trong cái tâm thức mình đã là tù, mình đã là nô lệ rồi. Cho nên sáng nay tôi nói về cái cấu trúc và cái vận hành thế giới, chỉ đầu tiên tôi phải xác định cho các vị chỉ là một con virus trong một trái lựu thôi. Và trái lựu đó nó là một cái chấm đen trong cái ổ ếch. Nghe kịp không? Cứ 1.000 cái trái lựu, nghe kịp không? 1.000 trái lựu như vậy là nó là một tiểu thiên. 2.000 cái tiểu thiên là một trung. 3.000 cái trung là một cái đại. Mà 1.000 tỷ, 1 triệu dân cái đại đó, nó là một cái Buddha zone. Mà mỗi một cái Buddha zone như vậy nó có nhiều khi đó, trong một đại kiếp như cái trái đất này nè, nó có tới 5 vị Phật. Nhưng mà sau khi trái đất này nó quậy rồi thì cái Buddha zone nó một A Tăng Kỳ không có Phật. Khiếp gì vậy? Cho nên nó là tôi nhắc lại lần nữa, các vị ngồi ở đây và những vị nghe giảng từ xa có quyền nghi ngờ, có quyền không tin là mấy con số đó nó có thật hay không. Nhưng mà các vị nên nghĩ thế này, cái mấy con số đó có chính xác như vậy hay là nó nhiều hơn hay ít hơn thì nó quan trọng. Mà mình chỉ nhớ một chuyện, làm thân người là rất là khó, cơ hội gặp được chánh pháp là khó, và khi gặp được Phật pháp rồi, làm thân người rồi, tùy theo cái căn duyên của mình mà mình có thấy được Phật pháp hay không, hay là chỉ đến như là một con chim đậu trong vườn chùa. Hiểu không? Con chim đậu trong vườn chùa nó có biết gì kinh kệ không? Cho nên tùy căn duyên của mỗi người mà chúng ta có gặp được Phật pháp hay không. Gặp rồi chúng ta quan tâm cái gì, quan tâm thế nào và quan tâm bao xa, bao lâu. Đã kịp không? What và how. What và how, how long, không biết, không phải. Trước là quát, sau đó một đống chữ hao, hao lon, hao biết, không phải. Đừng có nói tôi là Phật tử, tôi giống như Phật tử khác, sai. Anh quan tâm cái gì, đó là quát. Mà anh quan tâm được bao xa, bao lâu. Ví dụ như anh là Phật tử, mà có nhiều người đi vào chùa, nhào vô là chạy lên chính điện, rồi đốt 3 cái hương khấn cả buổi luôn.
Có người vào vô chùa là nhảy vô thư viện kiếm sách đọc, có người vô chùa là chỉ những góc góc vắng vắng ngồi xếp bàn thiền, có người nhào vô chùa là nhảy vô nhà bếp bầm bầm sắc sắc chùi cầu rửa chén, có tôi có gặp, có trăm ngàn kiểu đi chùa. Cho nên chính vì cái cơ duyên của mình mà mình đến đây là Phật, chỉ đầu tiên là mình quan tâm cái what, và sau các bạn mình tới cái how, how long, how deep và how far. Cũng nghiên cứu Phật pháp nhưng mà riêng tâm đắc cái quyển kinh nào đó, coi cái quyển kinh đó là vũ trụ, và sau khi mình nắm được quyển đó rồi mình là cái rúng của vũ trụ, mấy đứa khác là dốt hết, là xuất vật hết, hiểu không? Mấy đứa khác là xuất vật hết, chỉ có mình là hiền thánh thôi, mình chỉ tâm đắc đúng cái quyển kinh đó thôi. Rồi cũng